Tên gọi của Honda N7X là viết tắt tạm dịch là xe 7 chỗ phấn khích mới. Đúng như tên gọi của mình, concept này là bản nháp của một dòng SUV 7 chỗ sắp ra mắt trong khu vực trong tương lai không xa. Mẫu xe này không gì khác ngoài BRV thế hệ kế tiếp hoặc dòng xe hoàn toàn mới kế nhiệm BRV ra mắt hơn 5 năm trước. Ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua, ta cũng có thể nhận ra ngày thiết kế Honda N7X và BRV hiện tại khác nhau rõ rệt. Đầu chiếc SUV concept nhìn giống ADC facelift nhiều hơn với tản nhiệt sử dụng thanh chrome lớn đặt trên dàn thanh ngang nhỏ hơn bên dưới. Nối liền tản nhiệt là cụm đèn pha tích hợp đèn ban ngày hình chữ L. Bên dưới cụm đèn pha có vẻ là một đèn ban ngày khác chạy song song với viền dài đèn ban ngày chữ L phía trên, ngay dưới là hốc đèn sương mù. Hốc gió bên dưới tản nhiệt sở hữu ốp viền ngoài hình chữ U khá dày. Cuối cùng, capo phía trên nhìn cứng cáp hơn BRV thường nhờ đường gân cơ bắp. Hông xe Honda N7X nhìn đơn giản, gọn gàng hơn đáng kể so với BRV với chỉ một đường nổi chạy phía trên tay nắm cửa nối cụm đèn trước và sau. Phần gờ cong tại vị trí cột B trên khung cửa sổ khá gây tranh cãi trên BRV cũ biến mất, qua đó tạo nên bộ khung nửa trên trang nhã hơn hẳn cho chiếc SUV. Phần vòm bánh xe làm từ nhựa nhô ra bên ngoài khung thân cũng đã được loại bỏ. Vị trí gương bên được chuyển từ cột A xuống dưới cửa có lẽ là để cải thiện tầm nhìn. Cửa hậu phía sau Honda N7X nhìn chung khá mượt và đơn giản. Chóa đèn sau được đặt thấp xuống đáng kể, phía trên là cụm đèn hậu mới mảnh mai hơn sử dụng thiết kế đèn giống City và ăn nhiều sang phần hông xe. Nội thất Honda N7X tạm thời chưa được công bố nhưng dựa vào vi, ra mắt xe bên dưới, ta cũng có thể thấy táp lô xe gần như không còn điểm gì giống BRV ngày nay. Hốc gió điều hòa trung tâm dù vẫn đặt cao bên trên màn hình nhưng nay mang thiết kế mới. Tổng thể cabin nhìn cũng gọn gàng hơn, một phần nhờ màn trung tâm này ăn khớp với phần còn lại. Vô lăng, cụm điều chỉnh điều hòa và hốc gió hình chữ nhật tại hai bên rìa táp lô cũng có thể quan sát thoáng qua trong vi. Tạm thời chưa rõ khi nào Honda BRV đời mới có thể xuất hiện trước người dùng khu vực Đông Nam Á với mốc thời gian dự đoán rơi vào cuối năm nay. Xe cộ,